Nghe mọi người nói là cái loa này nó hay lắm, có thể là ăn đứt luôn cái loa Acnos ha. Thì hôm nay mình sẽ khui ra và review cho các bạn xem cái loa KC Box 270 như thế nào. Ok, và mình sẽ đập hộp ngay vào luôn. Sao này? Con này cái mức độ nào mọi người nha. Vào đây. Rồi. Khi các bạn khui ra thì nó sẽ có hai cái mức đầu tiên là hai đập vào trước mắt chúng ta là hai cái mức nè ha. Rồi mốt nè, dây nguồn nè, hai viên pin, 40 pin đi kèm theo. Đó, bây giờ mình sẽ bên nó ra. Và trước mắt các bạn là cái loa KC Box 270 ha. Và Hữu đang cầm trên tay cầm mic không dây. Thì về thiết kế thì các bạn thấy một cái thiết kế khá là quen thuộc nè. Về đây là một cái lớp phía ngoài là Hữu thấy là một cái lớp da ha, một cái white sách như thế này. Đằng trước thì có một cái lớp lưới và cái logo KC Box ở đây. Đó, phía trên ở phía trên của cái loa của chúng ta nó sẽ có một cái cụm bàn điều khiển, thì theo Hữu đánh giá nó cũng na ná như cái loa Acnos nha các bạn ha. Về thiết kế là giống như cái loa CS 445 hoặc là 390. Đó, nhưng mà đặc biệt cái loa này nó sẽ có thêm cái chức năng là reverb riêng, delay riêng. Đó là một cái điểm khá là đáng tiền của loa KC Box 270. Còn riêng cái loa ví dụ Acnos thì nó chỉ có một cái núm delay thôi, nó chỉ chỉnh tăng giảm thôi. Đây là cho chúng ta hai cái tùy chọn rất là tuyệt vời. Chắc là cái hãng này đã rút kinh nghiệm là cái nhu cầu người dùng nên đã bổ sung thêm hai chức năng riêng biệt. Còn về phía sau loa thì sao, thì cũng những cái bố trí đây, những cái bố trí như thế này, nút nguồn, nút sạc ha, mod USB, cái mod chuyển mod, và chúng ta xài được là đường audio out, aux in đó, và hai đường mic nè, hai đường mic có dây chúng ta cắm vào. Và phía sau lưng này á thì có hiển thị cho các bạn thấy là cái lượng pin 100%, 50% và 10%. Nó sẽ báo đèn cho các bạn cũng rất là dễ hiểu, giống như cái loa Acnos CS 445. Và công suất loa này là 100W ha. Đó, 100W. Ok, và mình sẽ thử mở âm thanh, test nhạc cũng như là hát thử cho các bạn nghe, xem coi cái loa này nó hay cỡ nào mà anh em đồn đoán dữ vậy. Rồi, ở dưới hai cái này chúng ta có hai cái chỗ để cất mic như thế này, rất là tiện nè mọi người. Không, mà Acnos thì không có cái điểm này. Cái điểm này là một cái điểm cộng nè, một cái điểm cộng. Cái điểm cộng thứ hai Hữu nhắc lại là có chức năng reverb rồi, delay rồi. Còn về thiết kế tổng thể là hầu như là na ná dòng loa Acnos của Việt Nam. Loa Acnos Sơn Ka Media là thương hiệu của Việt Nam, nhưng có những cái phụ kiện hoặc là công xưởng gia công tại Trung Quốc ha. Đó. Và công nghệ là của người Việt Nam mình. Ok, bây giờ Hữu sẽ mở nhạc và test thử cho các bạn nghe thử âm thanh của loa này. Bây giờ Hữu sẽ test thử nhạc bolero và nhạc bát căng nha. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn nghe cái tiếng reverb đây ha. Đây là hiện tại cái tiếng reverb. Thì theo Hữu đánh giá cái tiếng reverb này nó cũng không có sâu lắm nha các bạn nha. Nó vừa phải thôi. Nó có một cái độ vọng, cái độ reverb nó loan nhẹ thôi chứ nó không sâu ha, nó không sâu. Và tiếng delay thì Hữu sẽ mở lên cho các bạn nghe tiếng delay. 1, 1, 2. Tình yêu không tròn vẹn nữa, anh xin cất sâu vào tim. 1, 2, sâu, lên, lên, lên. 1, 1, 2. Tình yêu không tròn vẹn nữa. Tiếng delay thì rất là hay, tiếng delay rất hay. Còn reverb thì nó tương đối thôi nha. Tiếng reverb thì tương đối nha các bạn nha. Nó có echo riêng nè, delay nè và reverb, ba cái kênh. Thì chúng ta sẽ chỉnh sao cho nó dung hòa với nhau để chúng ta ra một cái bài nhạc hay. Đó, thì bây giờ Hữu sẽ test thử cho các bạn nghe. Về mic thì Hữu đánh giá là khá là nhẹ mic nha, tiếng mic khá là nhẹ. Đó, Hữu để chỉ hướng 12 giờ thôi. Hướng 12 giờ thôi, và đây nó chỉnh chung cho hai mic luôn. Nó không có chia mic 1, mic 2 nha các bạn nha. Nó chỉnh chung cho cả hai mic luôn. Ok, và chỉnh được chép bass cho giọng 1, 2. Ví dụ giọng của Hữu trầm quá, Hữu để bass 12 thôi, Hữu để chép nó sáng tiếng một xíu. Tình yêu không tròn vẹn nữa, anh xin cất sâu vào tim. 1, 2. Mình chỉnh cái câu vừa dứt á, thì nó lặp lại nhẹ thôi, nó lặp nhiều quá thì nó bị vọng lắm. 1, 2. Đó, cỡ vừa như vậy thôi. Alo, 1, 2. Mình sẽ hát thử cho các bạn nghe. Thấy em đơn đau, anh đâu chịu được nỗi. Vừng qua em còn nơi đó, vừng nay tăng về nơi đâu. Anh chơi với xưa đến đâu, ôi thế gian sao lắm u sầu. Bên em giờ đây chắc có em tràn đầy. Anh cứ hóa những em lấy pha từng bằng màu. Em ơi anh lạnh lắm, anh sợ lắm khi đâu anh về. Sao bao nhiêu em cứ anh quên thơ. Và sau khi mình test thử âm thanh trép bass của loa này, mở nhạc và hát thử với dòng nhạc pop ballad cũng như là remix cho các bạn nghe, thì Hữu cho các chị một cái đánh giá cơ bản về cái loa này ha. Về thiết kế thì cũng rất là đẹp, rất là sang trọng, na ná với cái dòng loa của Acnos. Nhưng mà về công suất cũng như là cái mic SPL á ha, cái cường độ âm thanh á, nó rất là lớn. Hữu xin công nhận là cái loa này đánh mặc dù nhỏ nhưng mà đánh rất là lớn nha các bạn nha. Ở đây là Hữu đang đánh ở ngoài trời nhưng mà cái mic SPL nó rất là lớn, đánh rất là căng, về bass, về chép, mọi thứ rất là rõ ràng ha. Thì sẽ có video sau Hữu sẽ so sánh cái loa KC Box này với lại cái loa Acnos để các bạn có một cái cách nhìn khách quan hơn về hai cái mẫu loa này để các bạn có thể lựa chọn. Đó, tổng quan lại loa KC Box 270 cho một cái công suất và cái chất lượng âm thanh cũng khá là rõ nét, căng, mic nhẹ ha. Có một điểm cộng rất lớn đó chính là có reverb nè, delay echo, chỉnh riêng biệt hết. Ba cái kênh này chỉnh rất là riêng biệt ha. Và ở đây thì Hữu không thấy cái volume, không thấy volume cho nhạc ha, chỉ có volume tổng và volume cho đường mic. Nhưng mà vì cái hãng KC Box này họ đã tích hợp sẵn reverb riêng, delay riêng và echo riêng, nên họ sẽ cắt giảm, ví dụ là âm lượng mic 1, mic 2 họ sẽ không làm riêng, họ sẽ tổng hợp chung thành một kênh ha, và không có âm lượng nhạc. Thì nói chung là được cái này mất cái kia, ai thích cái gì thì dùng cái đấy thôi. Ok, và cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều đã xem video clip Hữu đập hộp cũng như test các sản phẩm KC Box 270. Ok, anh em nào có thời gian hãy đến ngay số 8A đường Linh Trung, mùa Thủ Đức để test trực tiếp âm thanh của em này mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu, cho Hữu một like, một subscribe và một share ha, để Hữu có động lực để làm thêm những video khác về loa di động cũng như là mic thu âm livestream mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người.